Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, số 2 và bài 3, phần 1, trang 179-180, sách giáo khoa toán lớp 5, bài luyện tập trung. Bài tập 1 đề bài như sau. Một ô tô đi được 60 km với vận tốc 60 km/h. Tiếp đó, ô tô đi được 60 km với vận tốc 30 km/h. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là. Để làm bài tập này, chúng ta sẽ cần tính được thời gian ô tô đi ở đoạn đường thứ nhất. Chúng ta sẽ lấy quãng đường mà ô tô đi được ở đoạn đường thứ nhất là 60 km. Chia cho vận tốc đi ở quãng đường đó là 60 km/h. Sau đó, chúng ta tính thời gian đi ở đoạn đường thứ hai. Ta lấy quãng đường thứ hai chia cho vận tốc ô tô đi ở quãng đường đó là 30 km/h. Cuối cùng, chúng ta tính tổng thời gian đi ở cả hai đoạn đường. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 1 để tìm đáp án đúng cho bài tập này. Đầu tiên, chúng ta tìm đoạn đường thứ nhất. Ô tô đi hết số thời gian là. Ta lấy quãng đường ô tô đi được là 60 km. Chia cho vận tốc ô tô đi trong quãng đường đó là 60 km/h. 60 chia 60 bằng 1 giờ. Tiếp theo, chúng ta tìm đoạn đường thứ hai ô tô đi hết số thời gian là. Chúng ta lấy quãng đường ô tô đi được là 60. Rồi chia cho vận tốc ô tô đi trong đoạn đường này là 30 km/h. 60 chia cho 30 bằng 2 giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là. Có 1 cộng 2 bằng 3 giờ. So sánh với các đáp án mà đề bài đã cho, chúng ta thấy 3 giờ chính là ở đáp án C. Ta chọn đáp án C. Tiếp theo, chúng ta đến với bài tập số 2. Bài tập 2 đề bài như sau. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Ta có chiều cao của bể cá đó bằng 40 cm. Chiều rộng của bể cá đó cũng bằng 40 cm và chiều dài của bể cá bằng 60 cm. Đề bài hỏi cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước giống như trong hình vẽ bên. Như vậy, để làm bài tập này, đầu tiên chúng ta sẽ cần tính thể tích của bể cá.
thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân với chiều cao. Sau đó, chúng ta đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị decimet khối. Các con lưu ý rằng 1.000 cm khối sẽ bằng 1 decimet khối. Từ đơn vị decimet khối, chúng ta lại đổi về đơn vị lít. Ta có 1 decimet khối bằng 1 lít. Cuối cùng, chúng ta tính thể tích nước cần đổ vào bể bằng cách lấy thể tích của bể nước chia cho 2. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 2. Đầu tiên, chúng ta sẽ tính thể tích của bể cá. Thể tích của bể cá là 2 lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao. Thực hiện phép tính, ta có 60 nhân với 40 tích thứ nhất bằng 0, tích thứ hai bằng 240. Cô cộng các tích và thu được kết quả là 2.400. Cô tiếp tục nhân với 40. 0 nhân 0 bằng 0. Vậy tích thứ nhất bằng 0. Tích thứ hai cô được bằng 9.600. Cô cộng các tích và được kết quả bằng 96.000. Như vậy, thể tích của bể cá sẽ bằng 96.000. Ở đây, chúng ta lưu ý đơn vị là cm khối. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đổi. cm khối sẽ bằng 96 dm khối. Mà 1 dm khối bằng 1 lít. Như vậy, chúng ta cũng có thể viết bằng 96 lít. Tiếp theo, chúng ta tính thể tích của nửa bể cá là bể cá có thể tích là 96 lít. Như vậy, thể tích của nửa bể cá sẽ bằng 96 chia cho 2 và bằng 48 lít. So sánh các đáp án mà đề bài đã cho, chúng ta thấy đáp án A có kết quả bằng 48 lít. Như vậy, ta chọn đáp án A. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 đề bài như sau. Cùng một lúc, vừa đi ngựa với vận tốc 11 km/h, lành đi bộ với vận tốc 5 km/h và đi cùng chiều với vừa. Biết rằng khi bắt đầu đi, lành cách vừa một quãng đường bằng 8 km. Hỏi sau bao nhiêu phút thì vừa đuổi kịp lành. Như vậy, với bài tập này, chúng ta sẽ phải tính số km mà mỗi giờ vừa tiến đến gần lành hơn, bởi vì vừa đi ngựa với vận tốc nhanh hơn vận tốc của lành đi bộ. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính thời gian để vừa đuổi kịp lành bằng cách lấy khoảng cách ban đầu giữa vừa và lành là 8 km. Chia cho số km mà mỗi giờ vừa tiến đến gần lành chúng ta vừa tính được ở câu trên. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập này. Trước tiên cô sẽ tính mỗi giờ vừa tiến gần lành được số km là
Ta lấy vận tốc của vừ trong 1 giờ là 11 km trên giờ, trừ đi vận tốc của lềnh trong 1 giờ là 5 km trên giờ. 11 trừ 5 bằng 6 km. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính thời gian đi để vừ đuổi kịp lềnh là để tính thời gian mà vừ đuổi kịp lềnh. Chúng ta có quãng đường ban đầu giữa hai bạn là 8 km. Ta lấy 8 chia cho số km mà mỗi giờ vừ tiến đến gần lềnh là 6 km. 8 chia cho 6 bằng 8 phần 6 hay chính bằng 4 phần 3 giờ. Ta đổi 4 phần 3 giờ bằng 80 phút. Như vậy, sau 80 phút thì vừ sẽ đuổi kịp lềnh. Chúng ta chọn đáp án B, 80 phút. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, bài 2 và bài 3. Phần 1, bài luyện tập trung trang 178 và 179. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!